哎呀！ทำเลย
เหมาะมาเหรอโอ้ยแต่นั่นมาขายเออแต่นั่นรวยกว่าเจ้าได้เกินแล้วเข้ามาเฮ้ยไหนอ่ะเรียกมาเฮ้ยมาให้ฝันให้ฮิตคนโลเอ้าเฮ้ยฝันอะไรที่โคโลเฮ้ยด้วยตาอ๋อโอ้น้ำมันตุ้งน้ำมันกวนโอ้ออกเองตุ้งเนื้อโคล่ะแปลงเลยแปลงโอ้เนื้อโคมาเจอด้วยเย็ดเลยมันก็ไอ้กินตุ้งเนื้อโหเฮ้ยเราด้วยเยี่ยไหนขุดอะมันหนาด้วยมือเดี๋ยวฮะมูนเนี่ยเกิดจะให้ขุดอะด้วยอ๋อเยอะมากก็หายเลยด้วยวะไม่เหมาะนอนด้วยกินไม่ด้ามันนั่งด้ามันนั่งรุ่งอ่ะเกิดขึ้นแต่ละวะนั่งรุ่งมาด้วยอ่ะวะเกิดแค่เล่าไม่ทันรวยอ่ะมารวยฮะมาคือรวยเก่งๆรวยฮะมาเด้อจอกนี่ล็อกได้เนาะนี่มาเนี่ยละปุ้งการดอกมูลเนี่ยนี่มามาตูนะเขียนมาแล้วเนาะเนาะเนาะเฮ้ยหนาผมมากนะอวดอืมเฮ้ยโอ้โหแล้วก็มีผมมากจริงๆเลยอืมเยอะเยอะเยอะไปเยอะ
bà ăn hạt cung là thế nào? À thôi à, tại vì to. Thôi rồi. Cái này cái đấy à? Ê, vô này. Vô, còn nghe gì không? Mà làm mai ấy. Làm mai chứ con ấy. Ồ, đang làm mai đấy. Ôi. Dẫn luôn. Ừ. Thao à, như tôi tả hải vậy. Cáo to á ô. Tư rồi. Đi cái gì mà ấn tư mà. Tư rồi. Cô đấy. Cái cái. Thang hả một to tư hả? Tư rồi. Quân đặt tay chưa? Đang một to. Đang tự ô. Hãy
Thank you.
xiêm nuôi được con xiêm nhỏ. Tiền bó đấy. Cái này 5.000 một bó. Thì chú lấy 2 bó.
Cậu bạn kia là ai đấy? Người yêu em. Người quê đấy. Quần áo mặc rất tả tơi chưa? Cũng ở trên núi thôi anh ạ. Vâng. Em thường xuyên hay đi bán cái này à? Vâng, em cũng hay lấy đồ xuống đây bán, nhưng mà cũng lâu lâu em đi nhiều chỗ. Hôm nay em gặp em lần đầu tiên đấy. Vâng, em cũng gặp anh lần đầu tiên. Thôi, để hết chỗ này cho anh xong là em đi về sớm. Vâng. Em bạn em lâu chưa? Em mới quen. Nhìn em dễ thương thế này, đáng yêu là cha anh vẫn không cưng vào đây nhỉ? Anh cứ trêu. Anh nói thật đấy. Nhưng mà em rách tả tơi như quê thật. Em trên núi nên là hơi vất vả tí. Hết xìa ạ. Mùi ghê. Thank you.
Đúng rửa đi nè. Nhìn lên. Ủa, chỗ cái Cái mua này à, bay coi ạ. Chúng ta chuột thăm hả? Anh này hạt chuột làm đi. Anh này cố luôn nữa làm tết. Cũng chuột cực tiếng rồi. Con giờ con thường đi. Dì hài việc có chuột tại đây dì hài có dì hài. Tại đây phiền thức nữa. Tại đây phiền mời khâu ấy thì chẳng như là mời là hai tại nó phiền sự gì mà tận ra thì giờ tập cô nữa khâu này vả đúng rồi, ở đây là